mà bạn đang ngồi trước màn hình máy tính và nhìn thấy Huyền đang đứng ở đây nói chuyện với bạn, có nghĩa là chúng ta lại có duyên gặp lại nhau. Huyền rất cảm ơn vì bạn đã lựa chọn Huyền là người chia sẻ với bạn những kỹ thuật vẽ hoa hồng trên nền bánh rau câu 3D trong khóa học Phiêu với hoa hồng 3D của Huyền ngày hôm nay. Trong video này thì chúng ta sẽ không chỉ học một loại hoa hồng, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành 5 loại hoa hồng. Thứ nhất là hoa hồng cơ bản, chúng ta sẽ vẽ hoa hồng nhung Việt Nam. Thứ hai là hoa hồng nâng cao. Thứ ba là hoa hồng ngoại, hoa hồng Juliet. Thứ tư là một dàn hoa hồng leo. Và thứ năm nữa là chúng ta sẽ chia sẻ với nhau kỹ thuật đi hoa hồng bằng kim, bằng loại kim bất kỳ, không phải kim hoa hồng. Cái kỹ thuật thứ năm này sẽ rất là hữu ích cho những bạn mà không có điều kiện mua kim hoa hồng hoặc là những tiếp cận với những kỹ thuật khó hơn mà Huyền hướng dẫn trước đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tổng quan những cái nguyên liệu và dụng cụ cần có cho khóa học này nhé. Như chúng ta đã biết thì một chiếc bánh thạch rau câu 3D luôn luôn có 3 phần rất là quan trọng. Phần thứ nhất đó là phần base, phần bề mặt cho chiếc bánh rau câu 3D. Phần này làm nổi bật hoa và tạo thẩm mỹ cho chiếc bánh. Thứ hai đó là phần màu sắc để chúng ta tạo nên những bông hoa, những hình thù và những cái ý tưởng trang trí ở bên trong bánh. Thứ tư đó là phần đế bánh. Đối với Huyền thì phần đế bánh nó chiếm 50% sự quan trọng của chiếc bánh thạch rau câu 3D. Bởi khi bạn mang cái chiếc bánh này đi tặng hoặc là bạn bán hàng thì người được nhận, người ta không chỉ nhận một sản phẩm đẹp, người ta còn nhận một sản phẩm cần có độ ngon miệng nữa, vừa ngon, vừa đẹp, vừa thơm. Cho nên chính trong những cái video này, Huyền sẽ hướng dẫn các bạn tạo nên một chiếc bánh đủ 3 yếu tố là ngon mắt, ngon miệng và ngon mũi. Cái thứ nhất, về phần nấu bay trong, các bạn lưu ý chúng ta sử dụng rau câu dẻo nhé. Chỉ sử dụng rau câu dẻo thôi. Và trên thị trường thì có rất nhiều các loại rau câu dẻo khác nhau, độ trong cũng khác nhau. Loại mà Huyền hay sử dụng nhất đó là rau câu hiệp long con cá dẻo và rau câu hoàng yến. Hiện tại thì rau câu hoàng yến có 2 mẫu, một loại mẫu màu trắng và một mẫu màu xanh. Các bạn dùng loại nào cũng được, độ trong và độ ngon không khác gì cả. Thứ hai đó là các bạn dùng đường tinh luyện. Đường này là đường Biên Hòa, đường cây mía của Biên Hòa. Đường tinh luyện các bạn có thể mua rất dễ dàng ở các siêu thị nhé. Nếu như mà các bạn không mua được đường tinh luyện này thì các bạn nhớ là mua đường trắng cũng được, nhưng mà tuyệt đối chúng ta không dùng đường nâu nhé. Cái đường này cũng quyết định đến độ trong của thạch. Đó là về phần base. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến phần màu sắc. Trên thị trường bây giờ thì có 2 trường phái sử dụng màu, đó là trường phái sử dụng màu tự nhiên và sử dụng màu thực phẩm. Đối với màu tự nhiên thì mọi người thường có xu hướng là, và hiện tại thì mọi người đang có xu hướng là thích hơn bởi vì cảm giác an toàn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cả màu tự nhiên, cả màu thực phẩm trong cùng một công thức, đảm bảo các bạn có thể thành công nếu như mà các bạn sử dụng màu tự nhiên hay là màu thực phẩm. Trước mặt mình đây là bột trà xanh matcha. Bột trà xanh này các bạn lưu ý chúng ta không sử dụng bột trà xanh Việt Nam nhé, bởi vì nó có vị rất là chát, màu sắc không được đẹp. Và bột trà Nhật thì các bạn màu sẽ hơi xỉn một chút xíu, các bạn sử dụng bột Đài Loan nhé, bột làm bánh nhé. Thứ hai là bột cacao để chúng ta tạo màu nâu. Ở đây là Huyền dùng cacao Việt. Các bạn có thể dùng bất cứ loại bột cacao nào các bạn có, thậm chí các bạn dùng cà phê sữa cũng được, không vấn đề gì cả. Màu vàng thì trong màu tự nhiên thì có 2 màu vàng. Thứ nhất là màu vàng từ hạt rành rành, thứ hai là màu vàng từ bột bí đỏ. Màu vàng từ hạt rành rành thì màu đẹp hơn, pha lên màu vàng tươi hơn, đậm hơn. Tuy nhiên cách chiết xuất thì phức tạp hơn, nhiều người khó tiếp cận hơn. Còn một loại nữa là bột bí đỏ. Bột bí đỏ này chỉ là dạng bột thôi, chúng ta pha ra rất là dễ dàng. Tuy nhiên là màu sẽ nhạt hơn một chút nhé. Tiếp theo nó là bột cacao đen. Bột cacao đen này các bạn có thể thay thế bằng cà phê đen hoặc là tinh than tre đen cũng được, bởi vì là không phải ai cũng tiếp cận được với bột cacao đen này. Để chúng ta tạo những cái nền màu đen, những chiếc bánh, những tạo hình mà cần đến màu đen. Tiếp theo đó là bột khoai lang tím. Để tạo lên hình màu xanh dương, màu xanh biển thì chúng ta sẽ sử dụng là hoa đậu biếc phơi khô. Hoa đậu biếc này bây giờ vô cùng phổ biến trong tất cả các lĩnh vực làm bánh, nấu ăn. Các bạn có thể mua rất dễ dàng ở các cửa hàng làm bánh. Bột men gạo đỏ cũng vậy. Men gạo đỏ là một loại bột mà chúng ta tạo nên màu đỏ tự nhiên để chúng ta vẽ hoa hồng và những tạo hình màu đỏ. Cách sử dụng men gạo đỏ này cũng tương đối đặc biệt. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết khi mà chúng ta làm hoa hồng cơ bản. Còn có một loại màu mà mình rất là yêu thích và gần như được mình sử dụng trong 60 đến 70% tất cả các sản phẩm bánh mình làm, đó là màu thanh long đỏ. Màu thanh long đỏ này có một đặc điểm là chúng ta có thể tạo được màu tím, màu hồng phớt nếu như chúng ta phối với các màu khác nhau, được nên cái màu rất là linh hoạt và rất đẹp, đồng thời cũng rất là an toàn nữa, bảo quản cũng tương đối dễ dàng. Màu cuối cùng đó là màu xanh của lá dứa. Cái màu xanh lá dứa này thì chúng ta chỉ sử dụng để làm đế và tạo mùi thôi. Còn đối với rau câu 3D, màu xanh lá dứa này hơi nhạt, chúng ta sẽ không tạo hoa được nhé. Màu xanh để tạo hoa, tạo lá, chúng ta sẽ dùng bột matcha. Các bạn lưu ý điều đó. Đôi khi các bạn sẽ thắc mắc là những cái màu này khi pha ra, tại sao lại tạo thành lên những bông hoa được? Bí quyết là ở cái màu trắng này. Màu trắng này sẽ pha ra cùng với những cái màu sắc còn lại để định hình cánh hoa khi chúng ta vẽ vào trong thạch. Nếu như các bạn quên màu trắng này, các bạn sử dụng tất cả những cái màu này cho dù có giỏi đến đâu mà các bạn quên màu trắng này thì cánh hoa của bạn cũng không có đâu. Nó chỉ là một cái màu nọ loang vào với màu kia thôi. Màu trắng này các bạn có thể sử dụng cốt dừa, bột cốt dừa, cốt dừa lon, nước cốt dừa lon, kem rich béo, sữa tươi hoặc là sữa ông thọ. Tất cả những cái gì có màu trắng và đặc dùng trong làm bánh các bạn đều có thể thay thế được. Còn màu thực phẩm, liên quan đến màu thực phẩm thì mình có một lưu ý nhỏ đối với các bạn là chúng ta tuyệt đối không sử dụng những màu thực phẩm trôi nổi ngoài thị trường nhé. Những lọ thực phẩm mà chiết xuất ra từ những chiếc chai ấy, và những chiếc can ấy, tuyệt đối chúng ta không sử dụng nhé, bởi vì là rất là có hại cho sức khỏe. Màu thực phẩm mình đang dùng ở trên tay đây là màu Amer, màu Amery và màu Winton. Chúng ta có thể mua ở trong những cửa hàng làm bánh có uy tín, ví dụ như là Bakerland hoặc là Tân Nhất Hương. Một lọ như thế này có giá từ khoảng 60 đến 70 ngàn. Các bạn nhìn qua thì có vẻ thấy đắt, nhưng thực tế là không đắt một chút nào, vì dùng mỗi lần chúng ta chỉ dùng bằng một đầu tăm nhỏ thôi. Nếu như dùng một lọ như này thì có khi các bạn sẽ dùng đến 6-7 tháng mới hết. Đó là xong phần màu sắc. Bây giờ chúng ta đi đến phần... Bây giờ mình nói sơ qua một chút về phần đế nhé. Đế của theo sở thích của mình và cũng theo kinh nghiệm của mình thì tất cả những đế liên quan đến hoa quả, khách hàng và người thưởng thức đều rất thích. Ở đây mình có sử dụng đế xoài, chanh leo, chuối, cốt dừa, dừa non, nhãn, bánh flan caramel và cốm. Khi đến từng phần bánh khác nhau, từng loại bánh khác nhau, mình sẽ làm từng loại đế khác nhau để các bạn nhìn và hiểu một cách rõ nhất cách mix các loại đế như thế nào. Một phần rất là quan trọng trong tạo hình đó chính là dụng cụ để chúng ta làm. Dụng cụ thì chúng ta không thể thiếu một cái kim y tế. Một cái xi lanh như thế này để các bạn mua ngoài hàng. Khi mua xi lanh nhé, các bạn rút ra. Bạn rút ra bạn sẽ thấy là ở trong này có một cái kim này, cái kim nhỏ này. Kim này mình bỏ đi nhá. Kim này rất là bé, chúng ta không làm được đâu. Chúng ta sẽ thay thế vào đó bằng một chiếc kim lấy thuốc. Chiếc kim lấy thuốc này chúng ta mua ở ngoài hiệu thuốc và những cơ sở y tế rất là nhiều. Kim lấy thuốc này sau khi mà rút ra, cắm vào cái đầu xi lanh này vừa khít để chúng ta tạo hình nhá. Bên cạnh đó sẽ có thêm những cái bộ tỉa như thế này. Trên tay mình đây là bộ tỉa. Bộ tỉa này để chúng ta tạo hình cây này, cành lá, giỏ hoa, hình thù nhà cửa, tất cả là nhờ bộ tỉa này. Bộ tỉa này thì có rất là nhiều thương hiệu khác nhau, các bạn có thể thoải mái lựa chọn trên thị trường. Và có những cái chiếc kim. Cái chiếc kim này chính là chiếc kim thiết kế sẵn để chúng ta tạo hình nên những bông hoa 3D. Như vậy là chúng ta đã đi tổng quan phần nguyên liệu và dụng cụ xong. Bây giờ chúng ta đi đến bước tiếp theo nhé.